Xin chào tất cả các em, chúng ta cùng tiếp tục đến với Unit 4 Music and Arts, âm nhạc và nghệ thuật, Looking Back. Ở đây phần này, chúng ta sẽ đến với phần Looking Back kết hợp với phần Project, ôn tập cũng như là dự án. Ở phần Looking Back, chúng ta sẽ đến với 4 bài tập thêm nhé. Vocabulary. 1. Write a word or phrase in each blank to go with the given verb. Từ vựng. Thứ nhất, viết một từ hoặc cụm từ trong mỗi chỗ trống đi kèm với những động từ cho. Ở đây chúng ta thấy là chúng ta có các động từ draw, perform, write and watch. Ở đây số 1, draw là vẽ. Vẽ thì vẽ cái gì? Chúng ta cần điền các danh từ hoặc là cụm từ vào đằng sau. Perform. Perform là biểu diễn. Biểu diễn thì biểu diễn cái gì? Write là viết, watch là xem. Vậy ở câu số 1 chúng ta có thể điền draw a picture, vẽ một bức tranh. Draw a bird, vẽ một chú chim. Draw a car, vẽ một cái ô tô. Number 2, perform. Perform a puppet show, biểu diễn một màn biểu diễn múa rối nước. Perform a concert, biểu diễn một buổi hòa nhạc. Perform a play, biểu diễn một vở kịch. Write a book, viết một cuốn sách. Write a poem, viết một bài thơ. Write a song, viết một bài hát. Watch TV, xem TV. Watch a film, xem một bộ phim. Watch a football match, xem một trận đấu bóng đá. Two. Fill in each blank with a word or phrase from the box to complete the passage. Ở bài tập số 2, em hãy điền vào mỗi chỗ trống một từ hoặc một cụm từ từ khung để hoàn thành các đoạn văn. Đoạn văn, ở đây chúng ta hãy ôn tập lại các từ và cụm từ. Đây đều là những danh từ. Exhibition. Exhibition ở đây là buổi triển lãm. Art collections. Những bộ sưu tập nghệ thuật. Bộ sưu tập những bức vẽ. Paintings, những bức vẽ. Works of art, tác phẩm nghệ thuật. Và visitors là du khách. Bây giờ chúng ta cùng đến với nội dung nhé. The Louvre Museum is the world's largest art museum. Bảo tàng Louvre là Louvre là bảo tàng nghệ thuật lớn nhất trên thế giới. It's in Paris, France. Nó ở thủ đô Paris của nước Pháp. It has one of the most impressive in history. Nó có một trong số những cái gì đó ấn tượng nhất trong lịch sử. Thì đây chúng ta một trong số những cái gì là một trong số những bộ sưu tập các bạn nhé. Art collections. The museum opened on the 10th of August in 1793. Cái bảo tàng này mở cửa ngày 10 tháng 8 năm 1973 with a of 537 paintings. Với cái gì đó khoảng 537 bức tranh. Vậy với cái sự triển lãm rồi, sự trưng bày, chúng ta sẽ dùng exhibition. The Louvre Museum now contains more than 380,000 objects. Bảo tàng thì ngày nay bao gồm hơn 380 những cái vật trưng bày. And displays và trưng bày 35,000 và trưng bày 35,000. Chúng ta sẽ nhìn works of art, tác phẩm nghệ thuật. It exhibits sculptures, objects of art and nhân gì ở đây? Painting, drawing and other valuable works. Nó trưng bày những tác phẩm điêu khắc này, sculptures, những cái vật liên quan đến nghệ thuật, những cái bức vẽ, bức họa vân vân và những cái tác phẩm giá trị khác. Valuable là giá trị. It is the world's most visited museum. Nó là cái bảo tàng đáng được cái thăm nhất trên thế giới. About 25,000 visitors come to see it per day. Khoảng 25,000 du khách tới tham quan nó mỗi ngày. Most of them are foreign tourists. Hầu hết trong số đó là những du khách nước ngoài. Xin mời các em cùng đến với bài số 3. 3. Complete the sentences using the words in brackets. Add the necessary words.
Ở bài tập số 3, em hãy hoàn thành các câu sử dụng những từ ở trong ngoặc và ngoặc đơn đó. Hãy thêm những từ nếu thấy cần thiết. Ở đây chính là phần mà chúng ta được học về các kiến thức liên quan đến so sánh bằng, so sánh khác, so sánh không bằng được không nào các em? Câu số 1, I think the table of literature is as, hoàn thành table. Đây chúng ta thấy từ as, vậy là cấu trúc so sánh bằng. Tôi nghĩ là văn miếu Quốc Tử Giám thì cũng lâu đời như đền Quán Thánh. Vậy chúng ta sẽ dùng cấu trúc as cộng tính từ cộng as. Vậy em sẽ điền được là as or as. Câu số 2, I don't like this film very much. Tôi không thích bộ phim này lắm. It is the original book. Nó rất khác cái sách gốc của nó, tức là cái chuyển thể từ một cuốn sách original. Vậy thì ở đây chúng ta có cụm là different from, là khác. Number 3, some students say math is the music, but I don't think so. Nhiều học sinh nói là toán thì hơn âm nhạc, nhưng tôi không nghĩ vậy. Vậy đây chúng ta thấy là có thực gian là so sánh hơn kém. Với tính từ important, ở đây là tính từ dài, vậy chúng ta sẽ phải dùng more important, có nghĩa là quan trọng hơn. Câu số 4, my grandmother thinks modern life is as life in the past. Cái bà của tôi thì nghĩ là cuộc sống hiện đại thì không được thú vị như là cuộc sống trong quá khứ. Vậy đây là so sánh không bằng, chúng ta sẽ dùng is not as good as. Câu số 5, learning to play the guitar is I thought. Học chơi đàn guitar thì không dễ như tôi nghĩ. Vậy chúng ta sẽ vẫn là dùng so sánh không bằng not cộng as cộng tính từ cộng as. Xin mời các em đến với bài số 4. 4. Rewrite the sentences using the given words. Ở đây em hãy viết lại các câu sử dụng những từ mà đề bài cho. Câu số 1. Câu số 1. Playing video games is not as good as exercising. Chơi game thì không thú vị như là không tốt, chúng ta dịch là không tốt bằng việc tập thể dục. Vậy việc tập thể dục thì tốt hơn, chúng ta chuyển từ so sánh bằng sang so sánh hơn. Từ better là so sánh hơn của từ good, và mình sẽ phải có thực gian kèm nhé. Vậy em viết lại ngược lại như sau. Exercising is better than playing video games. Việc tập thể dục thì tốt hơn là việc chơi game. Number 2, Dương's father draws animals better than Dương. Bố của Dương vẽ động vật thì đẹp hơn là Dương. Vậy tức là Dương không vẽ đẹp được bằng bố của cậu ấy. Vậy đây chúng ta thấy có một cái kiến thức là draw là trạng từ, là động từ thường. Vậy thì để bổ nghĩa cho cái động từ đó, chúng ta sẽ dùng trạng từ của từ good là từ well các em nhé, và đưa vào cấu trúc so sánh không bằng. Rồi, mình sẽ viết lại. Dương doesn't draw animals as well as his father. Dương thì không vẽ động vật giỏi như là bố. Hoặc là mình cũng có thể viết là Dương can't draw animals as well as his father. Dương thì cũng không thể, the can't là không thể vẽ động vật giỏi như bố mình. Được chưa? Tương tự chúng ta dùng các dạng đầy đủ không viết tắt. Câu số 3 của em. This painting is not as valuable as Mona Lisa. Cái bức vẽ này, bức họa này thì không giá trị như là bức Mona Lisa. Vậy thì cái bức Mona Lisa này thì giá trị hơn, chúng ta sẽ dùng so sánh hơn của tính từ dài. The Mona Lisa is more valuable than this painting. Number 4, David is more artistic than Nick. David thì có cái tính nghệ sĩ hơn là Nick. Vậy thì viết lại về so sánh không bằng là Nick thì không có tính nghệ sĩ như David. Vậy chúng ta sẽ viết Nick is not as artistic as David. Number 5, the second version of the play is not different from the first. Cái phiên bản thứ hai đấy, cái phiên bản thứ hai của vở kịch này thì cũng không khác cái phiên bản đầu tiên là mấy. Vậy tức là không khác, tức là giống. Vậy chúng ta sẽ viết the first version of the play is like the second. Hoặc là the second version of the play is like the first. Bản đầu tiên giống bản thứ hai, hoặc là bản thứ hai giống bản đầu tiên cũng được. Bây giờ xin mời các em đến với phần project.
Organizing music shows là tổ chức. Organizing music shows. Tổ chức một những cái màn biểu diễn âm nhạc. 1. Work in pairs. Look at the invitation below. Talk about the event. The time, place, show. Hãy làm việc theo cặp, nhìn vào cái thư mời bên dưới invitation. Hãy nói về cái sự kiện, cụ thể là thời gian là gì, nơi chốn và biểu diễn cái gì. Chúng ta cùng đến với nội dung nhé. Chào mừng đến Traditional Music Night. Ở đây là cái đêm âm nhạc truyền thống. Traditional là thuộc về truyền thống, chúng ta đã học ở những unit trước rồi. Rồi time, thời gian là 8 giờ tối thứ bảy ngày 10 tháng 11. Địa điểm là tầng số 2, hội trường thị trấn. Folk music, nhạc dân gian. Folk dance, khiêu vũ dân gian. Drama, kịch and more, và hơn thế nữa, nhiều thứ khác nữa. Tất cả số tiền sẽ được quyên góp từ thiện charity để giúp đỡ trẻ em nghèo, và dưới đây là trang web. Two, work in groups. Imagine that you are going to organize a music show. Decide on the following. Ở bài tập số 2, em sẽ làm việc theo nhóm. Tưởng tượng là các bạn sẽ tổ chức một cái buổi biểu diễn âm nhạc và xem những cái thông tin sau em hãy quyết định nhé. Name of the show, tên của màn biểu diễn là gì? Time and place, thời gian và nơi chốn. Activities, những cái hoạt động. Vậy đây chúng ta có thể có một cái gợi ý như sau. Name Believe Tour. Time, thời gian là 2 giờ chiều ngày 27 tháng 3. Địa điểm là sân vận động Mỹ Đình. Giá vé là 150.000 đồng. Các hoạt động, rất là nhiều hoạt động khác nhau các bạn nhé. Outdoor buffet, buffet ngoài trời này, kịch này, múa này, hát vân vân, rất là nhiều hoạt động. Có các vị khách mời guest, sân thùng MTP 2 tuần, ok. Và cái mục đích purpose là để donate money for street children, quyên góp tiền cho trẻ em đường phố. Bài học hôm nay của chúng ta kết thúc ở đây. Hẹn gặp lại các em trong những bài học tiếp theo.